Huỳnh Văn Bi đúng không? Vâng ạ. Cảm ơn cậu đã tham gia ứng tuyển vào công ty của chúng tôi. Nếu như cậu đã sẵn sàng thì tôi sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đây là chiếc máy nói dối chúng tôi sẽ sử dụng để hỏi cậu vài câu hỏi. Cậu đã sẵn sàng chưa? Tức là phải cắm máy móc vào người em à? Đây là máy đời cũ thôi. Đây là chiếc máy đời mới nhất giá 20 củ. Thông qua nói chuyện thông thường cũng có thể phát hiện được nói dối. Nếu như cậu nói dối máy sẽ kêu lên. Không tin, cậu có thể hỏi thử vài câu. Tôi rất đẹp trai. Tôi là Sơn Tùng. Nhà tôi có 15 tỷ. Cái vấn đề quá hay. Nói câu nào cũng phát hiện được. Nhìn cũng biết rồi. Bây giờ cậu thử nói thật vài câu xem. Em được 30 phút. Thì là thật, sao không kêu nhỉ? Sao lại kêu ạ? À? À, nhìn cậu cũng chắc gì đã được 30 phút. Em được 30 phút thật mà. Ngày xưa còn được 35 phút. À, em 30 phút. Thôi đó. Anh Hoàng ơi, anh đã làm xong tài liệu để gửi khách hàng chưa? À, hôm qua tôi gửi rồi. Ý tôi là sáng nay vừa gửi. Thôi rồi, tôi chưa gửi được chưa? Thôi rồi, anh là giỏi nhất. Anh đúng là đồ rác rưởi. Thôi, em về phòng làm việc tiếp đây. À, thật ra là em về chơi game tiếp đây. Trong hồ sơ có ghi cậu có 2 bằng đại học. Vâng ạ. Kỳ lạ thật, làm sao mà được thế nhỉ? À, là do thời gian học đại học em rất là chăm chỉ cố gắng ạ. À, ý tôi là làm sao mà cậu được tận những 30 phút. Vấn đề này hình như là không tiện lắm ạ. À không sao, tôi tò mò đến hỏi thôi. Anh có hứng thú với chuyện này, không lẽ anh là gay? Gay cái gì, tôi không phải. Tôi thích phụ nữ. Thôi được rồi, tôi là gay. Mong cậu giữ bí mật này với công ty, vì mọi người chưa ai biết cả. Thôi tôi dẹp hết đi, tất cả mọi người biết hết rồi. Cậu đã bị đuổi việc lần nào chưa? Chưa ạ. 3 lần rồi ạ. Cậu đã ăn cắp tiền của công ty bao giờ chưa? Chưa ạ. Có rồi. Ăn cắp bao nhiêu? Dạ 500 nghìn ạ. 5 triệu. 50 triệu. À, nhiều quá em không nhớ nữa ạ. À, thực ra là 300 triệu ạ. Buổi phỏng vấn ngày hôm nay thành công mới lạ. Đây là buổi phỏng vấn tồi tệ nhất mà tôi từng gặp phải. Nếu như cậu là người khác thì tôi đuổi cậu ra lâu rồi. Nhưng theo luật của công ty, tôi cũng vẫn sẽ hỏi cậu một câu hỏi cuối cùng. Vâng ạ. Cậu đã bao giờ vì công việc mà chấp nhận bản thân chưa? Chưa. Hoan nghênh cậu gia nhập công ty.